Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn photo chứng minh nhân dân trên cùng một mặt giấy A4. Ở đây là máy Toshiba 857. Các bạn chuẩn bị cho mình chứng minh nhân dân. Các bạn đặt lên mặt kính. Rồi, màn hình chính thì các bạn chọn khổ giấy. Mình chọn giấy A4. Tiếp theo các bạn chọn zoom. Các bạn chọn ở phần này, các bạn chọn khổ giấy A5 và nhấn OK. Tiếp theo các bạn chọn PS ở ngoài màn hình chính và chọn mục 2:1:4:1. Khi sẽ ra bảng này thì các bạn sẽ chọn 2:1 và nhấn OK. Các bạn nhấn Start để copy mặt đầu tiên. Các bạn lật lên và bạn lật ngược mặt thứ hai. Phần màn hình chính sẽ xuất hiện như thế này. Các bạn sẽ nhấn chữ copy. Tiếp theo nhấn chữ office. Vậy là máy đang chạy. Và đây, mình đã photo ra trên cùng một mặt giấy A4.